Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 9 sách cũ. Hôm nay chúng ta vào giải sách bài tập tiếng Anh Mai Lan Hương, Unit 2. Unit 2 liên quan đến quần áo, clothing, quần áo. Rồi. Bài 1 của chúng ta. Bài 1 của chúng ta ha. Hãy điền vào chỗ trống những cái từ người ta cho. Musician là nhạc sĩ. Rồi poet là bài thơ, là nhà thơ. Poem là bài thơ, còn đây là poet là nhà thơ. Bác ghi là rộng thùng thình. Designer nhà thiết kế, material là vải chất liệu. Casual là thông thường, plain là trơn. Rồi symbol là ký hiệu biểu tượng, pattern là mẫu họa tiết, generation là thế hệ. Đã điền vô như sau. Watts Willman là một nhà thơ người Mỹ nhé. Đây là liên quan đến bài thơ này. Bài thơ, những cái tập thơ của ông ta, đó là chiếc lá, gì đây, những chiếc lá của cỏ hả, rất là nổi tiếng. Đây chúng ta điền từ poet. Câu số 2, chúng tôi đã tham gia một cái show trình diễn thời trang của nhà thiết kế hàng đầu, của một nhà thiết kế hàng đầu liên quan thời trang, chúng ta điền cái từ designer. Câu số 3, thế hệ già hơn thích những cái loại quần áo truyền thống mà tối màu hơn và truyền thống hơn, generation. Câu số 4, cái đầm này được làm từ chất liệu gì? Cô tông. Câu số 5, chim bồ câu là một biểu tượng hòa bình của thế giới. Ok, symbol. Câu số 6, quần áo mà rộng rộng á, thì quần áo baggy á, thì rất là rộng với cơ thể của bạn. Câu số 7, mọi người mà trở thành nhạc sĩ thì thường học cách chơi nhạc cụ từ rất sớm. Nhạc sĩ. Câu số 8, một vài học sinh nói rằng họ thích mặc quần áo bình thường hơn là đồng phục. Ok, casual. Sang cái bài số 2, trang 14. Tiếp tục câu 9 và câu 10 nữa này. Câu số 9, anh ấy đang mặc một cái áo sơ mi trơn và một cái quần jean phai màu faded. Cái thảm thì cũ rồi và họa tiết của nó rất là lạ. Họa tiết. Sang cái bài số 2, chúng ta hoàn thành cái bài work form. Người ta cho chúng ta cái từ trong ngoặc là gì và chúng ta phải biến đổi cho phù hợp với cảnh ngữ cảnh của câu. Một cấu trúc câu. Tradition là danh từ, chúng ta đang cần một tính từ ở đây. Dress là danh từ này, trước danh từ là một tính từ, cho nên chúng ta cần tính từ. Tradition chuyển thành traditional. Và câu này dịch như sau. Áo dài là cái đầm truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Câu số 2, đi du lịch bằng subway thì nhanh, tiện lợi và rẻ. Chúng ta đang cần tính từ ở đây, nó phải đồng đẳng với fast và cheap, là tức là đây là từ loại là tính từ thì chúng ta cần tính từ. Convenient, CE như thế này là danh từ. Sự tiện lợi chuyển thành tờ là tiện lợi tính từ. Câu số 3, cái gì đây, chương trình hả, chương trình thi ông mà chương trình kiểm tra vai trò của phụ nữ trong cái xã hội hiện đại. Society đó là danh từ, chúng ta cần một cái tính từ. Modernize là động từ hiện đại hóa mà chúng ta cần tính từ là modern, hiện là xã hội hiện đại. Câu số 4, những giấc mơ thì là nguồn cảm hứng cho những nhà văn. Cho những tác giả. Bây giờ chúng ta cầm được danh từ ở đây, up này cộng với danh từ này, inspire là động từ chuyển thành inspiration, inspiration danh từ, nguồn cảm hứng. Câu số 5, đừng don't you believe, tại sao bạn không không tin về sự bình đẳng giữa nam và nữ. Bây giờ chúng ta đang cần một danh từ ở đây, equal, chuyển thành equality, danh từ sự bình đẳng. Câu số 6, tôi cần bạn ở đó để mà offer những cái từ, đưa ra những cái từ cho sự khuyến khích. Chúng ta đang cần một danh từ ở chỗ này, up, chỗ này là danh từ, encourage là động từ, chuyển sang danh từ encouragement. Câu số 7, cô ấy offer anh ta, cho anh ta một cái khăn tay được thêu nhá. Handkerchief là khăn tay và trước danh từ là một tính từ, chúng ta chuyển thành embroider là động từ, embroider thêm ed vào. Được theo. Câu số 8, sẽ cộng với một tính từ ở đây, để mà làm gì? Thật là thời trang để mà mặc cái t-shirt áo thun với quần jean bạc màu, phai màu bạc màu. Fashion là danh từ, chúng ta chuyển thành danh tính từ fashionable. Tiếp theo, tôi mặc đồng phục của trường với sự tự hào. Ở đây with nó cộng với một danh từ ở đây, proud là tính từ chuyển thành pride cái động danh từ.
tình trạng kinh tế thế giới. Ở đây chúng ta đang cần một tính từ, bởi vì situation là danh từ rồi, chúng ta cần một tính từ. Economy là danh từ, chuyển thành tính từ là economic. Tình trạng tình hình kinh tế trên thế giới ngày càng tệ hơn. Ok, qua bài số 3 mã, điền ever, never, foreseen nhá. Cái này thì liên quan đến thì hiện tại hoàn thành. Seen nó cộng với khoảng mà khoảng thời gian đứng phía sau. For cộng mốc, sorry, seen cộng mốc thời gian đứng phía sau. For cộng khoảng thời gian đứng phía sau. Ever, never đứng giữa câu. Ever là đã bao giờ. Đã bao giờ. Rồi nó đứng nó nằm thường nằm ở trong câu nghi vấn ấy, còn never nằm trong trong khẳng định, chưa bao giờ. Bây giờ này, tôi đã không nhìn thấy Kay từ dịp Giáng sinh. Chúng ta xài seen, khi mà dịch là từ là xài seen. Rồi câu số 1 là seen. Khi mà chúng ta dịch là từ á, nó sẽ là khoảng thời gian chúng ta xài seen. Cô ấy đã ở Trung Quốc một thời gian dài. Ở long term là một khoảng thời gian, chúng ta xài xài for trong một khoảng thời gian dài. Cái từ for này chúng ta trong. Tiếp theo, nhưng mà cô ấy chưa bao giờ đi thăm Vạn Lý Trường Thành, never. Anh ấy làm việc cho công ty này nhiều năm rồi, for many years, từ năm 1976, seen, tôi đoán như thế. Chúng tôi đã trở thành bạn từ khi chúng tôi là trẻ con, seen, mà chúng tôi chưa bao giờ thích nhau nhiều như là tôi thích anh ấy. Tôi chưa bao giờ thích ai mà như là thích anh ta. Tôi đã biết anh ấy trong 10 năm rồi, for, mà nhưng mà tôi chưa bao giờ gặp bố mẹ của anh ấy, never. Câu số 6, chúng tôi đã không ăn thịt nướng từ mùa hè năm ngoái, xin. Bạn đã bao giờ ăn thịt nướng chưa? Tiệc thịt nướng chưa? Ever. Vợ của anh ta, Carrie, là một nhà thiết kế. Cô ấy đã có studio riêng trong 6 tháng nay rồi. For 6 months, từ ngày 8 tháng 6. Ok, câu số 8, chú của tôi đã ở nhà tôi từ ngày hôm qua, xin. Bạn đã gặp ông ấy chưa? Ever này, no never chưa. Tôi đã biết anh ấy nhiều năm rồi, for, nhưng mà tôi vẫn chưa thấy anh ta từ khi mà tôi học ở trên học đại học, xin. Su đã sống ở London trong vài năm trở lại đây, nhưng mà cô ta chưa bao giờ đi tới Big Ben. Bạn đã bao giờ tới đó chưa? Ever.